Nữ Tây Ban Nha và nữ Hà Lan là những ứng viên vô địch nặng ký cho World Cup nữ 2023 khi họ nằm trong top 10 FIFA. Dù vậy, sau những gì đã thể hiện, nữ Hà Lan đang là cái tên được kỳ vọng hơn với bản lĩnh nhà vô địch và phong độ đáng gờm. Theo đó, cơn lốc màu da cam có được 2 trận thắng và hòa 1 lần tại vòng bảng. Trong đó, họ cũng chỉ chấp nhận để chia điểm trước đội bóng số 1 thế giới nữ Mỹ. Tại vòng 1/8, nữ Hà Lan có chiến thắng không mất sức trước nữ Nam Phi. Bên kia sân, nữ Tây Ban Nha cũng có trận đấu dễ thở tại vòng 1/8 khi đánh bại nữ Thụy Sĩ với tỷ số 5-1. Tuy nhiên, nếu nhìn tổng thể màn trình diễn của kể từ vòng bảng, giới mộ điệu vẫn có chút hoài nghi đẳng cấp của La Roja. Chi tiết hơn, nữ Tây Ban Nha có được 3 trận thắng trước những đối thủ yếu kém về mọi mặt là nữ Costa Rica, nữ Zambia hay nữ Thụy Sĩ. Ở trận đấu còn lại chạm mặt đối thủ cùng đẳng cấp nữ Nhật Bản, nữ Tây Ban Nha có trận thua tan nát 0-4 và khiến người hâm mộ lo lắng về bản lĩnh thực sự của đội bóng này ở các trận đấu lớn. Thể thao 5.1 dự đoán Hà Lan sẽ là đội đi tiếp. Dự đoán trận đấu sẽ có 2-3 bàn thắng. Chúc các anh em may mắn.